Bình ọng xương điếp, thân dương sứ lặng, cân tơ cũng nát kinh bất cháo bơ mắc mặt, mì tiếng hòm van đầy kinh xương nâng, mí sắc tì tơ đầy kinh tông. Vận dùng ký gia giảm bận mưa bay, tọ cả này, cân dân sứ lặng, nhang mì lai ký màu chỉnh biến hử nửa bất đầy kinh thêm, vì bận ký của kinh tứ nửa bất mì mì hòm van đầy kinh xương nâng. Trang này leo lẩn thân nửa bất cháo tứ vị, mì tiếng khẩu xì nấy, và đang lý đẩy lại cần dân và du khách xa thần dự mưa kinh. Bất cháo tứ vị là của kinh nâng trang ký thỉnh của đầy kinh, ngắm hết bắn đại kỷ hai hân, do chầu quán là có Chu Văn Trọng, Tú, Sổ, Trí Bác, Tham Thiết Bét, Tàng và Triệu, thành phố Lạng Sơn hết. Thỉnh bất này do có Trọng, Tắng, Thắp Xa, Cách hết, và các ký kinh nghiệm lai pi trang nghề hết bất trắng, theo tời ké. Tháp sóng song tròn cách hết xú lai tỳ thình bất cháo tứ vị lang ngoài vạn nọc tu bất cần kinh xẻ hăn mì thí mì hom tắng căn xú xảy tu bất nâng mì màu đâm của tinh bột than tre màu lương phói của mèn thương đông màu khao của muối ngà và màu đen của mắc phất thuần thải ký xa giảm này đã hết phần thình bất trắng hom phan đây kinh thiêng nâng cả ngày tan mì xú Lạng Sơn. Xuân lâu hát bất cháo hưng pi rú thất khê huyện Tràng Định giá. Năm vừa sam thon thêm, đầu ao thêm phấn cái thình ra giảm khảo bất khe hát thêm tỷ bất cháo để rú thành phố Lạng Sơn. Dì khe khai hử cần dân thành phố Lạng Sơn, dì khe băng rau khóp thí phương bị thêm thình của kinh mớ tư bất cháo. Theo có trọng hử chắc, khe hất đẩy thình bất cháo tứ mì hom van tê kinh, bất đẩy lược ao na thình bất cải bèo, năng mốc bất na. Năng vừa rào thơ tu bất, sẽ ướp bất vạng ký, ra giảm. Cùng tổng vận, bất trắng truyền thống, ra giảm the khẩu mốc bất, xảy mì mát mặt, đậu trắng, ngụ vị hương, đạm tương, hèn khinh, ký ra giảm đai thêm. Tọ mòn táng nâng ha, có trọng hàng dùng phấn ký thình nhà thò vận gạ, kỳ từ mát tảo đen, cao lần sóng khăn, the tu bất mì mì hôm van thêm. Lăng tham thiếp phút ướp, vừa ra giảm trắm lần. Tu bất sẽ thể ao dụp lồng nằm điều Phật, thác khấu sóng nhiệt độ, tứ tiếp hốc, thân tiếp bé tiền, và dụp thêm bày mảnh thương, trắng ướp trí thỉnh ra giảm phạm học, thử tu bất. Ký ra giảm theo dùng ướp thử tu bất, để có trọng chấp sạp đề đén, và hất sóng giàu, thê trắng tu bất khỉnh màu lương khói. Trăng này, bất sẽ thể ao khẩu lò siêu, trăng quảng tứ trí thiếp hạ phút, thân giờ nâng, theo khẩu tứng thỉnh bất. Bất cháo này vận mì đo cái thình ra giảm vận hết bất cháo và mì thêm phấn ra giảm đai khe nửa bất hòm. Đèo ao lồng ngám ngám trắng vận, trang thì ao ra giảm lồng, đèo bao hử mình ngám trắng ao bất cháo, hết thử ngám la năng bất trắng lương phiói để kinh. Bất cháo tứ vị, mì mì hòm van thiêng nâng, năng nửa bất lương phiói, cái nửa bất bèo kinh hòm van, tọ kinh mí hăn ngàn. Vừa kinh mọi cần nhằng hăn đầy cái nửa bất na, kinh mí bòng, lạ phát kinh, sáu phí thỉnh ra giảm rú tu bất nâng. Kinh xảy nằm chằm của quán tám chỉnh phiến hất, vì tình nhị tiếp thỉnh ra giảm. Mọi tuần lâu ao nửa bất cháo để thong bay, và sườn thì cả hử mọi cần chắc ao nửa mà kinh, nửa bất cháo rú nấy đầy kinh lai. Mọi cần kinh giá xây khẳng nửa đây kinh hòm van, xây xa âu mà kinh lai bay. Ngược cả mọi cần thương dương Lạng Sơn đầy kinh nửa bất cháo rồi đấy, hòm van đây kinh lai. Lược đây đến, tứng thỉnh ra giảm xây cách chỉnh biến chăn táng giường, bất cháo tứ vị của cơ sở bất cháo quốc trọng, mỹ tan ngòi mạc tha, tránh nhàng kinh mỉ mỉ hòm van đây kinh thương nâng. Hay cả bị nọ, mỉ ban thương dương Lạng Sơn, biển họng chứng xa kinh thỉnh bất cháo hom van đây kinh nể nớ.